Tôi muốn chứng minh với quý vị đó là Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là hai người khác nhau. Mời quý vị nghe ông Nguyễn Minh Cần nói nhé. Trí thức của Hà Nội. Trong cuộc họp đó tôi có mặt khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bước vào phòng, nơi hội họp đông đảo những nhân sĩ và trí thức và các công thương gia. Một điều đầu tiên làm cho tôi ngạc nhiên là ông chỉ vào một vài vị trí thức ăn mặc chỉnh tề, đeo cravat, ông chỉ vào cổ, cái thắt, ông bảo thế, cái thắt cổ, tức là ông không tán thành cái việc thắt cravat của các vị. Đối với những trí thức